thật sự lúc mà nhận nhà thì nó giống như mình tưởng tượng là rất là đẹp. Novo World Phan Thiết không giống như những cái khu nghỉ dưỡng trước đây ở Việt Nam là đơn thuần là chỗ ở, một số tiện ích nhỏ nhỏ thôi. Còn ở đây là bao gồm tất cả các tiện ích và phục vụ cho tất cả các đối tượng chứ không phải riêng gì ai. Golfer thì có sân golf, trẻ em thì có khu vui cho trẻ em, hồ bơi vô cực, rồi khu thể thao thì đủ tất cả các loại môn thể thao. Tôi thấy là phản hồi khá là tốt, tại vì ở đây có không khí, có sự thoải mái, thấy như kiểu là ngôi nhà của mình. Và xung quanh đây thì cũng có nhiều khu vui chơi giải trí nên cũng có thể thu hút được nhiều khách tiềm năng hơn. Khi thiết kế cái villa ở đây á, trước khi tôi nhận nhà tôi đã tưởng tượng nó ra là nó như thế nào rồi, để mà kết nối được những cái người mà nghỉ dưỡng ở đây, không chỉ gia đình tôi mà những người khách đến đây ở nữa. Những nguồn khách hàng tôi đến với Cova Vua Phan Thiết đặt căn tôi thì hầu như là toàn là gia đình, đi gồm 3 gia đình hoặc là nhóm bạn sinh viên hoặc là công ty, thì người ta thuê nhiều căn để trải nghiệm ở đây sao cho cảm thấy vui nhất và hạnh phúc nhất và thoải mái nhất. Công ty của chúng tôi khai trương từ trước Tết đến bây giờ và chúng tôi đang thi công cho các khách hàng đặt dịch vụ làm nội thất ở đây. Hiện tại là có một căn biệt thự đã hoàn thiện và đang cho thuê nghỉ dưỡng. Thì tôi thấy ở đây là một nơi có tiềm năng và sắp tới có những ngày lễ mà Nova tổ chức thì chúng tôi đưa ra dịch vụ đầy đủ để đáp ứng được nhu cầu của khách cho khách thuê ở đây. Rất là welcome các bạn đến với lại Forum Villa trong cái dịp mà nghỉ dưỡng tới là cái năm du lịch ở Phan Thiết.